Rồi, chào mừng tất cả các bác đến với kênh Huy Cường Audio. Thì hôm nay bên em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác một mẫu dây nguồn, nó là dòng Kinglex dòng này. Thì hôm trước thì em đã giới thiệu cho tất cả các bác rất là tỉ mỉ rồi, từ cách thi công cho đến cấu tạo của dây thì bên em cũng đều giới thiệu sản phẩm cho tất cả các bác rồi. Đó, thì cũng có một số bác là đã gợi ý cho shop đã sử dụng những dòng rắc cao cấp hơn. Thì đây, hôm nay bên em sẽ lên một cái đồng dây và đồng đầu rắc. Loại đầu rắc này thì chất lượng của nó cực kỳ là tốt nha các bác. Rồi thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng các bác có thể liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên màn hình kia, đó, 0775 264 888 hoặc 0354 25058 nha. Rồi thì trước mặt các bác đây chính là một sợi dây nguồn Kinglex Demo. Đó, thì như lần trước là bên em thi công cái đầu rắc của nó. Đấy, lần trước là bên em thi công được bác là những cái đầu rắc FL11 của Furutech như này. Đấy, này, dòng này là FL11 đây, đầu rắc của nó. Và các bác đã gợi ý giới thiệu cho bên em là xốp lên thi công. Đấy, những cái sợi dây và đầu rắc của nó, dòng dây này nó đã tốt rồi thì lên thi công cho những cái đầu rắc nó cao cấp hơn. Đây, hôm nay bên em sẽ thi công cho các bác một đầu rắc carbon như này. Đây, thì đây trên tay em đang cầm đây chính là một sợi dây nguồn được sử dụng cái đầu rắc carbon như thế này, và đầu rắc này là đầu rắc của Nhật, đầu rắc của Nhật sản xuất nha. Đấy, sản xuất cho những cái dòng 2M như thế này. Đó, rồi đây em sẽ quay anh em xem Kinglex 2. Đó, dòng này dòng của USA nha. Đây, các bác nhìn nha, đầu rắc này em bên em thi công những cái đầu rắc bị từ bên ngoài bên trong đều được mạ một dòng một lớp carbon cực kỳ là cao cấp nha. Đây, các bác nhìn này. Đó, đây và cái chi tiết của cái đầu rắc đó. Và em xin nhắc lại cho tất cả các bác, đây cái chi tiết của cái dòng đầu một cặp rắc đây. Trên tay em đang cầm đây chính là một bộ rắc carbon của Nhật. Và các bác nên lưu ý này, đây, các bác nhìn và để ý hộ em. Và đây là cái đầu rắc cái này. Đó, đầu chân rắc thiết kế của hãng này. Đầu chân rắc thiết kế của nó cực kỳ là khác biệt so với những cái dòng đầu rắc khác nha các bác. Khác hoàn toàn so với cái gì, kể cả là những cái dòng mà đầu rắc carbon của Furutech. Đấy, cũng không thể tốt bằng thằng này nha. Thằng này là đầu rắc này nó tốt hơn cái dòng carbon rất là nhiều, dòng Furutech kia. Đó. Cầm một cái bộ rắc như này nó nặng hơn rất là nhiều nha. Và cái độ chắc chắn của nó sẽ tốt hơn. Đó. Và bây giờ em sẽ tháo cái đầu rắc này ra, em đã tháo rồi. Và bây giờ sẽ quay chi tiết bên trong cái đầu rắc này cho tất cả các bác cùng tham khảo nha. Đây. Trên tay em đang cầm đây, các bác có thể thấy được. Đấy, các bác nhìn đây, những cái lỗ bắt ốc của nó này. Đó, bên trong sản phẩm có nhìn thấy được cái lỗ bắt ốc của nó. Đó, cái chân siết ốc của nó cực kỳ là dày nha, nó tiếp xúc cực kỳ là tốt. Đó, có nhìn. Đó, chân rắc màu cái này, chân rắc đầu cái nó này. Đó, các bác thấy rồi. Bên trong đều được mạ một lớp carbon chống oxy hóa. Đấy. Và một cái bộ rắc như này á, nếu mà shop em đang bán lẻ một bộ rắc như này thì bên em đang bán là 1.700.000 một bộ nha. 1.700.000 một bộ rắc như này. Đây, đầu đực của nó đây. Đầu đực của nó đây. Các bác nhìn thấy rất là cao cấp. Đó. Các bác nhìn thấy cái lớp bên trong của nó. Cái chân siết ốc của nó cực kỳ là dày. Đấy, một cái bộ nguồn tốt, chất lượng sản phẩm, truyền tải cái độ tốc độ âm thanh của nó tốt là ăn nhau là ở trong những cái đầu rắc như này. Đấy, đầu bấm cốt bên trong như này nhá, đầu siết của nó. Đó, coi nhìn tất cả được đều được mạ một lớp carbon. Rất là đẹp, rất là cao cấp cái dòng rắc như này. Đó, các bác nhìn nhá. Đó, còn những mà bác nào mà đã muốn sử dụng những cái dàn này, bác nào mà đang muốn mua một bộ rắc rời thì các bác có thể sử dụng những cái dòng bộ rắc như này, thì bên em đang bán là 1.700.000 một bộ rắc như này nha. 1.700.000 một bộ đầu rắc carbon như này, bộ rắc nguồn.
1.700.000 còn một sợi dây nguồn bên em đang lên hoàn chỉnh chính như thế này thì bán cho bác tất cả các bác với mức giá là 2.800.000 một sợi, 2.800.000 một sợi dây nguồn như này nha. Đấy, còn nếu bác làm thích những cái đầu rắc Fulutech như này FL11 thì sợi này thì em đang bán là 2.000.000. Đấy. Rồi, thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng thì các bác cần liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên màn hình kia. Hôm nay em giới thiệu cái dòng sản phẩm này cho những bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng những cái sợi dây nguồn cao cấp. Đấy, thì các bác có thể sử dụng những dòng này nha. Hiện tại là bên em cái dòng này bên em không có còn nhiều hàng đâu, số lượng nó kỳ có hạn. Cái đầu bộ rắc nguồn này thì bên em về được có mấy bộ thôi nha các bác, nên là không có nhiều. Đấy, nên em bác nào có nhu cầu thì có thể alo trực tiếp nha, bên em gửi hàng cho tất cả các bác nha. Rồi, Duy Cường Audio thân ái chào tạm biệt tất cả các bác và hẹn tất cả các bác ở những video kế tiếp ạ.